Buông bỏ tất cả, sau khi buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, không còn chướng ngại, sẽ thông. Ở đây đưa ra một số ví dụ này hoàn toàn hiện tiền. Ngày nay chúng ta có hiện tiền không? Có hiện tiền. Hiện tiền vì chúng ta không buông bỏ được. Không buông bỏ được thì không thể khế nhập cảnh giới. Đạo lý ở chỗ này. Cho nên chướng ngại vĩnh viễn không phải ở bên ngoài, mà ở ngay tự thân. Đứng về lý mà nói, phàm phu thành Phật ở trong một niệm. Một niệm giác là thành Phật, một niệm mê là phàm phu. Một niệm này cũng không dễ hiểu đâu. Thế nào là một niệm? Thật hiếm có. Đỉnh cao của khoa học ngày nay, trong lượng tử lực học phát hiện, thập huyền môn này trong lượng tử lực học có thể giải thích được, dùng phương pháp khoa học giải thích. Giải thích cũng rất hay. Vậy có thể khế nhập chăng? Nói cho quý vị biết, không thể. Vì sao không thể khế nhập? Sự giải thích của họ giống như việc lý giải của chúng tôi, gọi là giải ngộ. Biết được sự việc này một cách rõ ràng, minh bạch, không sai lầm, nhưng không làm được. Phải làm được điều gì? Phải chứng ngộ thì khế nhập được cảnh giới. Quý vị thật sự thành Phật, phải chứng ngộ mới được. Các nhà khoa học không dễ dàng, dùng phương pháp khoa học phát hiện được, phát hiện chân tướng sự thật là phát hiện thôi, chứ chẳng phải cảnh giới trực tiếp của họ. Họ lợi dụng nhiều công cụ khoa học để phát hiện ra. Thời xưa không có những thứ công cụ này. Dùng phương pháp nào để phát hiện vậy? Họ dùng phương pháp thân chứng của mình phát hiện ra. Cái này hay, đó là chứng ngộ. Dùng phương pháp nào để thân chứng? Dùng thiền định. Cũng có nghĩa là buông bỏ. Buông bỏ sự chấp trước vào tất cả pháp của thế và suốt thế gian. Quý vị đạt được thiền định sơ cấp của Đạo Phật. Điều này quý vị cần nên biết. Thiền định thế gian có tứ thiền bát định, có 8 tầng lớp. Những thứ này không thể nhập cảnh giới của Đức Phật, bởi đó là pháp thế gian. Có thể thông đạt được tình hình trong lục đạo luân hồi, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Phật pháp siêu việt lục đạo, cho nên họ không thể nhập vào cảnh giới của Đức Phật. Ở tứ thiền bát định phải hướng thượng nâng cao. Trong Hội Lăng Nghiêm nói, A-la-hán chứng được cửu thứ đệ định. Quý vị xem, bát định là thế gian, cửu định là xuất thế, chứng được quả A-la-hán. Đây là Phật pháp. Phật pháp này chưa cứu cánh, chỉ là tiểu thừa thôi, là bậc sơ cấp trong Phật giáo. Như thập tính dị trong Kinh Hoa Nghiêm nói, các vị nên biết rằng thập tính dị là tiểu học trong Phật giáo. Tiến lên một bước nữa, buông bỏ được phân biệt, nghĩa là đối với tất cả pháp của thế và suốt thế gian hiểu được rõ ràng, không phân biệt, không chấp trước. Định này cao hơn A-la-hán, chỉ có Bồ-Tát mới chứng được. Ngôi thứ của hàng Bồ-Tát rất nhiều. Thời xưa, chư vị tổ sư phân giáo không giống nhau.
phân giáo nghĩa là cách nhìn của họ không tương đồng. Cho nên cấp bậc phân ra cũng khác nhau. 2000 năm rồi. Đối với phần giáo, thông thường người ta cho rằng Tông Thiên Thai và Tông Hiền Thủ phần giáo hay và hợp lý nhất. Cho nên hầu như những người học tập kinh giáo tuy không đồng tông phái nhưng cũng dùng phương pháp của hai tông này. Như ngày nay chúng ta dùng cuốn chú giải này, Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ dùng phương pháp của quốc sư Hiền Thủ, ngũ giáo, tiểu thủy chung đúng duyên. Tiểu là tiểu thừa, tương đương với tiểu học của chúng ta ngày nay. Thủy là bắt đầu, giống như bậc trung học. Thủy giáo là trung học, bắt đầu học đại thừa. Chung là điểm cuối của đại thừa, giống như đại học. Duyên đốn giống như nghiên cứu sở, từng bước hướng thượng nâng cao. Cho nên Phật, Bồ Tát, A-la-hán là danh xưng học vị trong Phật giáo. Quý vị bước vào tiểu giáo của Đạo Phật chính là A-la-hán. Có 10 đẳng cấp, từ lớp 1 cho đến lớp 10. Thị giáo và chung giáo cũng như vậy. Từng cấp bậc hướng thượng nâng cao. Bồ Tát tương đương với học vị thạc sĩ, là học vị thứ hai. Học vị cao nhất là Phật. Trong trường học ngày nay gọi là tiến sĩ. Không có gì cao hơn học vị này nữa. Cho nên đây là danh xưng ba học vị trong Phật giáo. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ viết chú giải hoàn toàn dùng ngũ giáo của Tông Hiền Thủ. Dùng thứ đệ thập quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Trong bộ kinh này rất rõ ràng. Môn thứ nhất trong thập huyền môn là tổng tướng, rất quan trọng, nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Tất cả pháp của thế và xuất thế gian, đồng thời, đồng xứ. Cụ túc ở đây nghĩa là tương ứng viên mãn. Hai từ tương ứng, chúng ta đổi một từ thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Chữ tương đổi thành chữ cảm, cảm ứng. Tương ứng thật sự có nghĩa là cảm ứng. Quý vị xem, tất cả pháp đồng thời, đồng xứ, cảm ứng viên mãn. Câu này dùng ngôn từ của chúng ta ngày nay thì dễ hiểu hơn. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, thật hiếm có. Chúng ta cũng phải cảm ơn sự tiến bộ của khoa học ngày nay. Nếu không có lượng tử lực học thì chẳng thể giải thích được. Lượng tử lực học là sự việc của những năm gần đây, nó có thể giải thích được. Vì sao vậy? Bởi lượng tử lực học cũng khẳng định vũ trụ là một sinh mạng thể cộng đồng. Vật chất và tinh thần vĩnh viễn không tách rời.
Điều này gần đây Lượng Tử Lực Học phát hiện ra. Đạo Phật 3.000 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói một cách thấu triệt như vậy. Nói còn viên mãn hơn họ nữa. Cho nên ngày nay chúng ta dùng khoa học để chứng thực, để chứng minh Đức Phật nói không sai. Chúng ta có thể tin tưởng. Quan trọng là phải kiến lập vũ trụ nhân sinh quan cho chúng ta. Điều này rất quan trọng. Vũ trụ này với ta là một thể. Một ý niệm, bất luận là vô tình hay hữu ý, là chánh hay tà, vừa khởi ý niệm là châu biến pháp giới, cảm ứng viên mãn rồi. Ý niệm này chính là cảm. Biến pháp giới, hư không giới, tất cả vạn sự vạn vật là ứng. Cảm ứng trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, có bốn hình thức: hiện cảm, hiện ứng. Hiện cảm mình ứng, minh cảm hiện ứng, minh cảm mình ứng. Chẳng phải không cảm ứng, tuyệt đối là có. Đôi khi mình cảm nhận được, nhưng cũng có khi mình không cảm nhận được. Trong Lượng Tử Lực Học cũng nói những thứ này và đưa ra rất nhiều ví dụ. Như chỗ này nói về con bướm. Hai con bướm vỗ vỗ đôi cánh của nó, có thể ở ngoài trăm ngàn dặm, nơi đó đã nổi dông bão, nó khởi tác dụng rồi. Vì sao lại ảnh hưởng đến chỗ đó? Bởi có duyên với chỗ đó. Có duyên thì nó khởi lên tác dụng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khởi tâm động niệm không thể có tà niệm, không thể có sai lầm. Nếu sai lầm, nơi nào có duyên với sự sai lầm này thì nơi đó sẽ khởi tác dụng. Những ví dụ này rất rõ ràng. Hiểu được đạo lý này, vũ trụ và chúng ta là một thể, địa cầu và chúng ta là một thể. Tai nạn trên quả địa cầu ngày nay rất nhiều, có phương pháp nào hóa giải chăng? Có. Vì sao vậy? Bởi địa cầu và chúng ta là một thể. Ý niệm của mình nếu là chánh, không có tà niệm, thì tai nạn trên quả địa cầu này không còn nữa. Những tai nạn này trong kinh Đức Phật dạy rất rõ. Nạn nước là do tham chiêu cảm nên. Nạn nước trên quả địa cầu ngày nay rất phiền phức, nhưng tảng băng ở Nam Bắc Cực đang tan ra, nước biển dâng lên, các thành phố ở vùng duyên hải bị chiếm hết. Đức Phật dạy đây là nguyên nhân gì? Thâm sâu hơn khoa học. Khoa học còn chưa đề cập đến. Ngài dạy là do những người sống trên quả địa cầu này tham lam mà chiêu cảm ra. Quả địa cầu ấm lên dần, điều này phiền phức lớn. Các nhà khoa học cảnh cáo, nếu nhiệt độ cao lên 4 lần thì người sống trên quả địa cầu này chẳng thể sinh tồn. Có rất nhiều sinh vật sẽ biến mất. Nhiệt độ từ đâu mà có? Đức Phật dạy chúng ta, do ý niệm sân hận của tất cả chúng sanh chiêu cảm nên. Khi con người nổi giận, quý vị xem toàn thân nóng bỏng. Chúng ta nổi giận một trận ở đây thì nhiệt độ của địa cầu sẽ cao lên một chút. Nếu là tập thể
thì hiệu ứng của nó vô cùng to lớn. Thật sự ngày nay tham sân si đều là tập thể, ở đâu mà chẳng có. Ngu si chịu cảm nền nạn gió, ngạo mạn chịu cảm nền động đất. Còn nghi hoặc nữa, nghi ngờ lời dạy của thánh hiền, nghi ngờ lời dạy của cổ thánh tiên hiền, nhất định phải chờ khoa học ngày nay chứng thực quý vị mới chịu tin. Tất cả đều là nhân tố chiêu cảm nên thiên tai. Cho nên quốc độ của Đức Phật, những khu vực Ngài giáo hóa, khu vực Ngài ở không có thiên tai. Thế giới Cực Lạc không nghe nói có thiên tai. Thế giới Hoa Tạng không nghe nói có thiên tai. Chẳng phải không có, mà người ta có phương pháp phòng hộ, khiến cho những thiên tai này không sanh khởi. Phương pháp gì vậy? Dạy học. Ngày nào cũng giảng, ngày nào cũng dạy. Cho nên người tiếp nhận sự giáo dục của chư Phật Bồ Tát, họ không có tà niệm, đương nhiên càng không có hành vi bất thiện. Cho nên môi trường mà họ sinh sống, miên diễm không có tai nạn. Người của họ bên đó chưa bao giờ nghe thấy có ai bị bệnh cả. Những đạo lý này trong kinh đều có hết. Chúng tôi mong rằng lượng tử lực học càng tiến bộ hơn, chứng thực được nhân trong kinh Đức Phật nói. Quả sự thật này các nhà khoa học đã nhận biết được rồi, nhưng nguyên nhân thật sự vẫn chưa tìm thấy. Con người của chúng ta ngày nay thật đáng thương, phải chờ họ tìm được thì chúng ta mới tin. Ngạn ngữ có câu: không nghe lời người già, thất bại ở trước mặt. Người già ở đây là cổ thánh tiên hiền, là chư Phật Bồ Tát. Họ đã chứng được. Các ngài thật sự là nhà khoa học, không cần những dụng cụ khoa học này, hoàn toàn dùng phương pháp thiền định. Trong thâm sâu của thiền định đã nhìn thấy rõ toàn bộ chân tướng của vũ trụ, không có bất kỳ bí mật nào. Khoa học bắt buộc phải mượn dụng cụ thể nghiệm để chứng thực. Điều này rất phiền, mà lại không cứu cánh. Nhưng ngày nay họ phát hiện. Phát hiện ra điều gì? Họ phát hiện ra thế gian này không có vật chất. Rõ ràng tôi nhìn thấy có vật chất, sao lại nói là không? Họ nói vật chất là hiện tượng ý niệm tích lũy liên tục. Nó là sản vật của ý niệm. Đây là điều lượng tử lực học thời cận đại phát hiện, hoàn toàn giống như trong kinh Đức Phật dạy. Dòng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ, đoạn trước nói về duyên khởi của vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà có? Hoàn toàn tương đồng với sự nghiên cứu của lượng tử lực học ngày nay, vẫn chưa đạt đến Hoàng Nguyên Quán. Vì Hoàng Nguyên Quán nói đến bổn thể, họ thì chưa nói đến. Nếu dùng Phật Pháp mà nói thì họ nói đến A-lại gia, chưa nói đến tự tánh. Họ phát hiện ra A-lại gia. Pháp Tướng Tông nói vũ trụ này ngoài thức ra thì không có gì hết. Thức là gì? Thức là năng biến.
Nhưng năng hiện năng sanh là gì? Đó vẫn là vấn đề lớn chưa được giải quyết. Năng biến thì tìm ra rồi. Vũ trụ này thiên biến vạn hóa, vì sao năng biến? Họ đã tìm ra. Đức Phật dạy A Lại Gia có tam tế tướng. Lượng tử lực học ngày nay nói vũ trụ chỉ có ba thứ: năng lượng, vật chất, tin tức. Chỉ có ba thứ này thôi. Ba thứ này kỳ thực là tam tế tướng của A Lại Gia. Nghiệp tướng của A Lại Gia chính là năng lượng mà họ nói. Chuyển tướng của A Lại Gia nghĩa là mạt na thức, chính là tin tức mà họ đã phát hiện. Cảnh giới tướng của A Lại Gia chính là vật chất vậy. Vật chất từ đâu mà có? Vật chất từ trong tin tức biến hiện ra. Điều này duy thức giảng rất rõ ràng. Nhưng duy thức không giảng đến chỗ cứu cánh. Năng sanh năng hiện chưa phát hiện ra. Đó là tự tánh. Đó là hiện tượng ba động. Ba động nghĩa là năng lượng. Năng lượng này từ đâu mà có? Vì sao lại có năng lượng này? Vấn đề này đến nay vẫn chưa được giải quyết. Kinh điển của Đạo Phật giải quyết được. Đó là bản năng của tự tánh. Tự tánh vốn đầy đủ. Đạo Phật tu chứng đến chỗ cao nhất là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, thấy được bổn tánh. Bổn tánh là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Năm 30 tuổi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng được, đã nhập vào cảnh giới này. Kinh Hoa Nghiêm nói là nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Vào triều đại nhà Đường ở Trung Quốc, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng năm ngài 24 tuổi, ngài cũng nhập vào cảnh giới này. Như thế, đối với tánh tướng, lý sự, nhân quả của vũ trụ mới hoàn toàn thông đạt. Trí huệ viên mãn. Sau khi hiểu rõ rồi, ngài hướng dẫn chúng ta có thể tùy thuận với quy luật của đại tự nhiên, nghĩa là quy luật của tự tánh. Quy luật của tự tánh người xưa gọi là đạo đức. Thì cuộc sống của quý vị sẽ được hạnh phúc viên mãn. Quý vị sẽ được mạnh khỏe, sống lâu. Tuổi tác tuy tăng trưởng, nhưng dung mạo bất biến, trẻ mãi, không tật bệnh. Khu vực mình sinh sống thật là ngũ cốc được mùa. Nhật nguyệt thanh minh, phong điều vũ thuận, không có thiên tai. Vì sao vậy? Vì thuận theo tánh đức. Nếu làm trái ngược với tánh đức thì phiền phức đấy, tai nạn gì cũng có. Có người cũng bị bệnh. Nơi mình sinh sống sẽ có rất nhiều thiên tai. Những thứ này khoa học vẫn chưa có thể nói rõ ràng được. Nhưng Phật Pháp đã phát hiện ra tam tế tướng của A Lại Gia, chúng ta chẳng thể không khâm phục. Chúng tôi tin tưởng từ từ các nhà khoa học sẽ có thể chứng thực được. Nhưng họ không thể kiến tánh. Vì sao vậy? Kiến tánh bắt buộc phải buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Các nhà khoa học không buông bỏ những thứ này, họ chưa buông bỏ. Họ nghiên cứu đến kết quả cuối cùng, giống như cảnh giới của chúng ta. Chúng ta hiểu được vũ trụ, đó là tri thức nhận biết được từ trong kinh Phật. Còn họ dùng khoa học thực nghiệm mà biết được. Giống như chỗ này nói vậy. Đó là gì?
đó là giải ngộ, chẳng phải chứng ngộ. Giải ngộ là chúng ta hiểu được đạo lý trong đó. Phương pháp cũng biết, nhân quả cũng hiểu. Chúng ta biết làm thế nào để chứng được. Con đường này hiểu rõ ràng. Nói cách khác, cảnh giới của chư Phật Bồ Tát chúng ta có thể đạt được, chứ chẳng phải không đạt được. Huống nữa, trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, đó là những lời chân thật. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Quý vị vốn là Phật. Vì sao ngày nay lại như thế này? Vì mê, mê mất tự tánh. Sau khi mê rồi, sự phiền phức nghiêm trọng nhất, đó chính là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, khởi lên những phiền não này. Có những phiền não này rồi thì thân sẽ bị nhiều bệnh, môi trường sinh sống sẽ gặp nhiều tai nạn. Sau khi hiểu rồi thì chúng ta phải sửa đổi tâm mình. Biết rằng chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới, tin tức ý niệm của chúng ta họ đều nhận được hết. Quý vị có thể nói là không ai biết chăng? Người hồ đồ thì không biết, chứ người sáng suốt họ biết được. Người nhiễm ô không biết, người tâm thanh tịnh họ biết được. Biết rồi họ có trách quý vị không? Không. Nếu họ trách quý vị là họ lại khởi lên phân biệt chấp trước, họ cũng giống như quý vị. Họ không hơn quý vị được. Cho nên thấy được rõ ràng, tâm địa họ vẫn thanh tịnh bình đẳng, như như bất động. Đây gọi là Phật Bồ Tát. Các ngài không bị cảnh giới của quý vị chuyển. Đứng trên đó, miên diễn không bị rơi xuống. Đạo lý ở chỗ này. Hôm nay chúng ta học môn thứ hai, quảng hiệp tự tại vô ngại. Từ môn thứ hai đến thứ mười là biệt tướng. Môn thứ nhất là tổng tướng, đại sớ dân. Đại sớ là cuốn chú giải Kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Đại Sư. Chúng ta gọi là Hoa Nghiêm Đại Sớ. Như kính xích chi, kính kiến thập lý chi ảnh. Câu này là của Thanh Lương Đại Sư nói trong Đại Sớ. Ngài dùng kính dụ hiệp. Kính dụ cho hiệp. Nhi thập lý chi ảnh dụ quảng. Một thước gương chiếu ra bên ngoài khoảng 10 dặm cũng không sao cả. Dặm nhỏ hơn km, 10 dặm bằng 5 km. Thấy được rõ ràng. Chúng ta thấy đường phẳng nằm ngang 30 km. Nhìn thấy đường phẳng 30 km. Chỉ cho tấm gương này. Ngày nay, hiện tượng này càng tiến bộ hơn. Máy chụp hình bây giờ, máy chụp hình không được một thước, chỉ có mấy phân, ống kính có chút xíu. Nếu chúng ta đứng ở chỗ cao một chút, chụp đường phẳng 30 dặm, tất cả cảnh quan này đều nằm trong máy chụp hình. Ví dụ này cho chúng ta biết điều gì? Quảng hiệp vô ngại. Cũng có nghĩa là cảnh quan trong mấy mươi dặm có thu nhỏ lại hay không? Không thu nhỏ đâu. Ống kính của máy chụp hình có lớn ra không? Không lớn. Nó ở trong đó. Ý nghĩa trong đây rất thâm sâu. Chúng ta
chúng tôi dẫn chứng trên cơ thể của chúng ta. Mắt ta có thể thấy được. Mắt thật sự giống như máy chụp hình. Nếu có học qua duy thức học thì sẽ dễ hiểu. Mắt có thể thấy được chăng? Mắt không thể thấy, mà chỉ giống máy chụp hình. Mắt có thể chụp. Cảnh tượng chụp được, in vào trong nhãn thức. Nhãn thức cũng giống như phía sau màn hình. Cảnh quan phía trước được giữ lại ở màn hình phía sau. Máy chụp hình ngày nay rất tiến bộ. Mặt sau của ống kính là quý vị có thể nhìn thấy màn hình, thấy rất rõ ràng. Nhưng nó không biết phân biệt. Mắt cũng giống máy chụp hình vậy. Ai phân biệt? Thức thứ sáu phân biệt. Thức thứ sáu nó không thấy được, không nghe được. Thức thứ sáu có kiến phận, có tướng phận. Kiến phận của nó thấy gì? Nó thấy những thứ nhãn thức chụp được. Ở trong đó phân biệt. Cho nên chẳng phải là mắt phân biệt, mà là thức thứ sáu phân biệt. Sau khi phân biệt thì khởi lên chấp trước. Cái này tôi thích, cái kia tôi không ưa. Đó là gì? Đó là mạt na thức. Mạt na thức chấp trước không phải ở màn hình nhãn thức, mà ở màn hình của thức thứ sáu. Từng lớp từng lớp. Mắt chỉ quản bên ngoài. Bất cứ thứ gì bên ngoài nó chỉ chụp vào là được rồi. Nó không thể phân biệt chấp trước. Sau khi thức thứ sáu phân biệt, ấn tượng đó được lưu giữ ở A Lại Gia. Từng lớp từng lớp truyền bá. Cảm giác của những thứ truyền bá đó giống như bên ngoài vậy. Tuyệt đối không như chúng ta nhìn máy chụp hình. Chúng ta thấy tấm hình nói nó thu nhỏ lại. Không phải thế. Quý vị nghĩ xem, cặp mắt của chúng ta, công năng của cái máy chụp hình này rất lớn. Thức thứ sáu duyên theo nó, thức thứ bảy cũng duyên theo nó, cũng giống như cảnh giới bên ngoài. Y như không thấy nó thu nhỏ lại vậy. Trên thực tế, màn hình của nó rất nhỏ. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức mắt thường của chúng ta không thấy được. Ngay cả kính hiển vi cũng không thấy được. Nếu như thấy được thì các nhà khoa học đã nói ra từ lâu rồi. Chỉ có Đức Phật mới có thể nói rõ. Cho nên trong kinh nói, hà cải chứa núi Tu Di. Hà cải rất nhỏ, núi Tu Di rất lớn. Có thể để núi Tu Di vào trong hà cải. Núi Tu Di không thu nhỏ lại, hà cải chẳng lớn ra. Chúng ta dùng nhãn cầu làm ví dụ thì càng dễ hiểu hơn, còn dễ hiểu hơn ví dụ này của Đức Phật. Chúng ta mở mắt ra, nhìn thấy núi Hy Mã Lạp Sơn, thấy rất rõ ràng. Nhất là ngồi trên máy bay, nhìn xuống qua địa cầu. Qua địa cầu không thu nhỏ lại. Qua địa cầu không thu nhỏ lại. Con mắt của chúng ta chẳng lớn ra. Không lớn ra. Cảm nhận hoàn toàn tương đồng. Không hề sai khác. Đây gọi là quán nghiệp vô ngại. Nhĩ. Nhĩ thức chỉ có thể tiếp nhận âm thanh. Nó cũng không phân biệt, không chấp trước. Phân biệt, chấp trước đều là thức thứ sáu và thức thứ bảy khởi tác dụng. Người tu hành chân chánh không thể dùng thức. Dùng thức thì sao? Dùng thức thì sanh phiền não. Trong kinh Lăng Nghiêm Chánh Phái, Giao Quang Đại Sư giảng,
Đó là giảng về người tu hành có trình độ cao, chứ chẳng phải là người thường. Người thường thì không thể đạt được cảnh giới đó. Ngài nói, ở hội Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn cho đại chúng khi đó, trình độ của họ tương đối cao. Dạy họ điều gì? Dạy xả thức dụng căn. Như vậy sẽ không khác với chư Phật Như Lai. Xả thức nghĩa là sao? Nghĩa là không dùng A-lại gia. Không dùng A-lại gia, mắt có thể thấy được chăng? Thấy được. Cái gì thấy vậy? Tánh thấy thấy. Tai có thể nghe được chăng? Cái gì nghe được? Tánh nghe nghe. Chứ chẳng phải là nhãn thức, cũng chẳng phải là nhĩ thức. Đó là gì? Là ly tâm ý thức. Trong thiền tông chú trọng nhất là chữ ly này. Vì sao tham thiền có thể khai ngộ? Chính là lục căn trong cảnh giới lục trần của họ, họ không dùng tâm ý thức. Cảnh giới này cao, có thể khai ngộ, có thể kiến tánh. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu xem tâm ý thức là gì vậy? Tâm là lưu ấn tượng, ý là chấp trước, thức là phân biệt. Nói cách khác, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết, tất cả đều không dùng đến. Vậy sẽ như thế nào? Hoàn toàn trực tiếp, không gián tiếp. Không dùng phân biệt, nghĩa là không dùng thức thứ sáu. Không chấp trước, nghĩa là không dùng thức thứ bảy. Không lưu ấn tượng, nghĩa là không dùng thức A-lại gia. Đó là tình trạng như thế nào? Giống như gương chiếu vào những thứ bên ngoài, không lưu dấu vết. Là sao? Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát mới có khả năng làm như vậy. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Giao Quang Đại Sư đề xướng xả thức dụng căn rất phù hợp với giáo nghĩa Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm không phải nói với người thường, nói với ai vậy? Nói với người sắp khai ngộ. Họ đã đạt đến bờ giác ngộ rồi. Dùng phương pháp này hướng thượng nâng lên, khế nhập, nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Chúng ta hiểu được đạo lý này, cũng biết được phương pháp nữa. Thực sự tu tập ngay trong cuộc sống hàng ngày, cố gắng hạn chế dùng phân biệt chấp trước. Đây gọi là chân công phu. Như thế, quý vị mới thật sự tìm lại chân tâm sẵn có của mình. Chân tâm của quý vị là thanh tịnh, chưa từng bị nhiễm ô. Trên đề Kinh Vô Lượng Thọ, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, quý vị mới có thể phục hồi được thanh tịnh bình đẳng giác. Phục hồi được tâm thanh tịnh thì quý vị là A-la-hán. Phục hồi được tâm bình đẳng, quý vị là Bồ-Tát. Phục hồi được đại giác, quý vị sẽ thành Phật. Tâm thanh tịnh là hàng thanh văn, duyên giác trong Pháp giới tứ thánh chứng được. Tâm bình đẳng là Bồ Tát Phật trong Pháp giới tứ thánh chứng được. Giác thì sao? Giác là ra khỏi 10 Pháp giới, bậc sơ trụ của viên giáo trở lên. Đó là chân Phật, chẳng phải giả Phật. Cho nên chân tu hành, bất luận tu pháp môn nào, đó là phương pháp, đường đi khác nhau, có 84.000 vô lượng vô biên, nhưng lý chỉ là một. Nhất định không thể có phân biệt chấp trước. Chỉ cần quý vị có phân biệt chấp trước,
là có lục đạo. Lục đạo từ đâu mà có? Lục đạo từ chấp trước biến hiện ra. Cho nên quý vị không còn chấp trước đối với tất cả pháp của thế và xuất thế gian. Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên, không nên phan duyên. Tùy duyên nghĩa là không chấp trước, sao cũng được. Rõ ràng minh bạch, không một chút hồ đồ. Trí huệ chân thật, hiểu rõ mà không phân biệt chấp trước. Đây là A-la-hán, là Bồ-Tát. Nếu quý vị không dùng A-lại gia, trong tâm không hề có dấu vết gì, thì quý vị thành Phật, cao hơn hàng Bồ-Tát. Bồ-Tát chưa đạt được cảnh giới này. Trong Pháp Tướng Tâm gọi là xả thức dụng căn. Kinh Lăng Nghiêm được truyền vào Trung Quốc thời Đường. Đây là bộ Trân Bảo của Ấn Độ. Thời đó Phật giáo được truyền đi khắp nơi. Đất nước Ấn Độ xem Kinh Lăng Nghiêm là quốc bảo. Bộ kinh này không truyền ra bên ngoài. Cho nên rất nhiều cao tăng, các vị cao tăng Trung Quốc đến du học tại Ấn Độ đều không thấy được bộ kinh này. Bộ kinh này do một vị xuất gia người Ấn Độ tên là Bát Thích Mật Đế lén mang đến Trung Quốc, vô cùng vất vả. Vì khi ra khỏi nước kiểm tra chặt chẽ, nếu mang vật quốc cấm thì phạm pháp, sẽ phải xử hình. Ngài đã rất khổ tâm, xẻ bóc thịt ra, dùng chữ rất nhỏ viết bộ kinh này. Viết xong rồi đặt vào trong bắp thịt và mai kín lại. Như thế khi xuất quan không bị phát hiện, đưa sang Trung Quốc. Sau khi dịch sang Trung văn, Ngài trở về nước. Trở về nước ra đầu thú, vì lấy trộm quốc bảo mang sang Trung Quốc. Trở về gánh vác trách nhiệm, chịu sự hình phạt của đất nước. Tinh thần này không gì bằng. Thiền quá khó, thật không dễ chút nào. Nhưng nương vào Kinh Lăng Nghiêm, nương theo bộ kinh này mà tu tập, có thể giúp cho giải hạnh của chúng ta hướng thượng nâng cao. Điều này thật hiếm có. Nếu đứng về mặt Tịnh Độ Tông mà nói, quý vị có được phương pháp xả thức dụng căn của Kinh Lăng Nghiêm, thì việc giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc chẳng phải sanh về đồng cư độ, phương tiện độ, mà trực tiếp sanh về thật báo trang nghiêm độ. Đây là sự thật, không giả dối đâu. Cũng có nghĩa là nó có thể giúp cho quý vị nhìn thấu, buông bỏ, có lợi ích như vậy. Chúng ta ngày nay tuy không học Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Viên Giác, nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Vô Lượng Thọ cũng không ngoại lệ, đều có giáo nghĩa này trong đó. Phương pháp tuy bất đồng, nhưng phương hướng chỉ có một. Nhất định phải biết buông bỏ. Buông bỏ phiền não, buông bỏ chấp trước, buông bỏ tập khí. Trở về với đề kinh này, quý vị phục hồi được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh quý vị vốn sẵn có,
phục hồi tâm bình đẳng, phục hồi tâm giác là quý vị thành tựu rồi. Giác thì rất khó. Nếu không có thanh tịnh bình đẳng thì chắc chắn chẳng thể khai ngộ. Tâm thanh tịnh bình đẳng hiện tiền, sự cách ly với khai ngộ sẽ rất gần. Cho nên quảng hiệp tự tại ở đây, chúng ta dùng duy thức giảng thì ý nghĩa mới có thể thấu triệt. Tu tập trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống chính là tu. Tu tập không tách rời cuộc sống. Tu tập chính là công việc, chính là việc đối nhân xử thế, không tách rời đâu. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, không lìa thế gian mà giác ngộ. Xem đoạn tiếp theo. Bổn kinh phát đại thệ nguyện phẩm dân. Đây là phẩm thứ 6, cũng chính là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta xem môi trường vật chất của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sở cư Phật sắc, bao gồm cả người giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Quý vị sanh về thế giới Cực Lạc, chỗ quý vị ở sát, ở đây là sát độ. Ngày nay chúng ta nói là tinh cầu. Quảng bác nghiêm tịnh, chỗ này rất lớn, lớn hơn quả địa cầu này rất nhiều. Quả địa cầu này trong vũ trụ là một tinh cầu rất nhỏ. Những điều này chúng ta cần nên biết. Tôi có một tấm hình. Quý vị có thể nhìn thấy chỗ này có điểm màu lam. Điểm này là từ vũ trụ chụp xuống địa cầu. Quý vị thấy một chỗ sáng, đó là ngân hà, hệ ngân hà. Chụp được ở đâu vậy? Cách quả địa cầu 40 ức ảnh lý. Phóng xạ vệ tinh nhân tạo, vệ tinh nhân tạo phóng đi ngoài 40 ức ảnh lý, ống kính quay trở lại chụp được một tấm hình gửi về địa cầu. Quý vị xem một chút xíu này, 40 ức ảnh lý, rất nhỏ. Cho nên con người chúng ta phải biết chân tướng sự thật. Một quả địa cầu nhỏ như thế, con người chúng ta sống trên đó, ra ngoài 40 ảnh lý không nhìn thấy người nữa. Con người còn nhỏ hơn virus, họ còn không chịu chân thật, còn ở đó hủy hoại qua địa cầu tiêu rồi. Sau khi hiểu rồi và chân thật dụng công tu tập, con người thật sự là chủ tể của vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà có? Từ ý niệm của chúng ta phát sinh ra. Điều này được lượng tử lực học ngày nay phát minh. Tất cả hiện tượng vật chất là tướng liên tục do ý niệm tích lũy thành, vốn không thực, chỉ là huyễn giác. Quý vị xem thế giới Cực Lạc quảng đại, thái dương lớn hơn quả địa cầu này 31 vạn lần. Tinh cầu này lớn quá, thế giới Cực Lạc lớn hơn thái dương hệ rất nhiều. Vì sao không thấy được? Bởi quá xa, nó cách xa chúng ta 10 vạn ức quốc độ của Đức Phật. Một quốc độ của Đức Phật là 10 ức hệ ngân hà. 10 ức hệ ngân hà, 10 vạn ức quốc độ Phật, nghĩa là 10 ức nhân với 10 vạn ức. Cự ly này quá xa, cho nên chúng ta không nhìn thấy được.
Tuy xa như vậy, nhưng thông tin ý niệm của chúng ta không thể nghĩ bằng. Chúng ta vừa khởi lên ý niệm là bên đó nhận được. Cho nên tốc độ của ý niệm này không thể nào tính được. Hoa Nguyên Quán dạy chúng ta, một di trần. Di trần chính là tiểu quang tử. Mà lượng tử lực học ngày nay nói, điểm quang nhỏ đó, trong Phật Pháp gọi là di trần. Thiên nhãn của hàng A-la-hán cũng không nhìn thấy được. Trong kinh cho chúng ta biết, bậc bát địa trở lên mới thấy được. Một vật chất nhỏ như vậy, một hiện tượng vật chất nhỏ đó, nó đầy đủ tứ đại ngũ uẩn. Tứ đại ngũ uẩn, hiện tượng chúng duyên hòa hợp sanh ra, nó là nền tảng của tất cả vật chất. Tất cả vật chất lớn đến hư không pháp giới, nhỏ là một di trần, đều do nó tổ hợp mà nên. Nó từ đâu mà có? Nó từ ý niệm sinh ra. Ý niệm là duyên, tự tánh là thể. Nếu không có ý niệm thì tự tánh không sanh ra các thứ. Cho nên tự tánh không phải vật chất, cũng chẳng phải tinh thần. Nó không phải là gì. Nó năng sanh dạng pháp, có thể sanh hiện tượng vật chất, có thể sanh hiện tượng tinh thần. Nhưng nó gặp duyên. Duyên là gì? Là ba động. Thông tin này chính là ba động. Cho nên tuy là một di trần, một mao đoan, nó đều đang chấn động. Nó không chấn động thì sẽ chẳng còn nữa. Nó nương vào chấn động mới sinh ra hiện tượng này. Phạm vi ảnh hưởng chấn động này bao lớn? Biến pháp dưới hư không dưới. Quý vị xem ba loại châu biến. Thứ nhất là châu biến pháp dưới, nó vừa động là châu biến pháp dưới. Hiện tượng thứ hai là xuất sanh vô tận, tùy theo ý niệm mà sanh ra biến hóa, biến hóa vô lượng vô biên. Chúng ta học môn học này cũng rất khó khăn. Vì sao nó sanh ra nhiều biến hóa như thế? Tôi suy nghĩ rất lâu. Nghĩ đến lúc nhỏ chơi kính dạ hoa, cho nên có rất nhiều học trò đã tặng cho tôi kính dạng hoa. Quý vị nhìn xem, kính dạng hoa rất đơn giản. Trong đó có ba miếng kiến, cho một chút dây dụng nhiều màu sắc vào, xoay tròn nó. Quý vị xoay từ sáng đến tối, hình trong ống kính biến hóa, không tìm ra một tấm hình tương đồng. Như vậy chẳng phải rõ ràng rồi sao? Chẳng phải ý nghĩa như vậy sao? Thực sự xuất sanh vô tận, từ trong đây nhìn thấy xuất sanh vô tận. Cho nên thập pháp giới y chánh trang nghiêm kính dạng hoa đó. Hiện tượng thứ ba, hàm dung không hữu, cũng có thể thấy được từ trong kính dạng hoa. Quý vị xem, vô lượng vô biên hình đều ở trong đó. Hàm dung không hữu, trong kinh điển Đại Thừa thường có hai câu: tâm bao thái hư, lượng châu xa dưới. Bao thái hư là hàm không, lượng châu xa dưới là dung hữu, độ lượng lớn, có thể bao dung. Muôn sự muôn vật trong vũ trụ này quý vị đều có thể bao dung được. Vì sao vậy? Bởi nó và quý vị biến hiện ra. Tự thể là tự tánh, tự tánh không thể nghĩ bằng. Thực sự hiểu rõ được những đạo lý này rồi thì vấn đề gì bản thân mình cũng có thể làm chủ được. Thân có bệnh, bệnh rất nặng,
Có cần trị liệu chăng? Không cần. Chuyển đổi ý niệm thì bệnh không còn nữa. Trước đây tôi có đưa ra một điển hình. Cư sĩ Lưu Tô Dân ở Đông Bắc. Lần trước đến đây ở 8 ngày. Năm 59 tuổi, cô ấy bị bệnh lao da ban đỏ. Bệnh này còn đáng sợ hơn ung thư nữa. Người bị bệnh này hầu như không thể sống nổi. Cô ấy không may đã bị căn bệnh này. Là Phật tử thuần thành. Đối với Phật Pháp, không hề có chút hoài nghi. Khi bị bệnh, bác sĩ nói với cô ấy, nên chuẩn bị tâm lý, vì cô có thể chết bất cứ lúc nào. Cô ấy nghe mà coi như không có chuyện gì. Không để chuyện này vào trong lòng. Trong tâm cô ấy chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài câu A-di-đà Phật ra thì không có ý niệm gì khác. Cho nên bác sĩ khen, tâm trạng cô vui như thế này thật hiếm có, chưa bao giờ thấy. Cô ấy không thể dùng thuốc, vì dùng thuốc là bị phản ứng thuốc. Cho nên bác sĩ nói không thể chữa được, bèn cho cô ấy về. Trở về một thời gian thì khỏi. Đi tái khám hết bệnh. Ngay cả vết sẹo cũng không còn. Quý vị biết đó là gì vậy? Điều chỉnh tâm mình. Trong tâm cô ấy chỉ có A-di-đà Phật, không có bệnh. Cho nên những tế bào bị bệnh đó hoàn toàn phục hồi trở lại bình thường. Đạo lý là ở chỗ này. Tế bào trong cơ thể, theo ý niệm của chúng ta, nó có thể phục hồi trở lại bình thường. Sơn hà đại địa bên ngoài, ý niệm của chúng ta cũng có thể khiến nó phục hồi trở lại bình thường. Không để nó có động đất, không để nó có thiên tai. Làm được đấy, chứ chẳng phải không làm được. Chỉ cần quý vị chân tín là được rồi. Nếu quý vị có chút hoài nghi thì không được đâu. Công lực của quý vị hoàn toàn bị hỏng hết. Đây là bằng chứng chúng ta tận mắt chứng kiến. Trong một số sách ở phương Tây, người phương Tây gọi là cầu nguyện. Sức mạnh của việc cầu nguyện không thể nghĩ bằng. Trên thực tế chính là thay đổi quan niệm. Có một câu chuyện. Câu chuyện này trong khoa học có ghi. Một người phụ nữ kia bị ung thư, ung bướu. Ung bướu này cũng tương đối lớn, chắc phải to khoảng 2-3 phân, rất nghiêm trọng. Ba vị bác sĩ cầu nguyện cho cô ấy. Khi cầu nguyện, tâm địa chân thành, không có một vọng niệm nào hết, duy chỉ có một tâm niệm nhìn. Chắc nhìn tấm phim chụp X quang, nhìn vào ung bướu này, nhìn nó. Ba vị bác sĩ cùng chung một tâm niệm, đi đi, cái bướu này đi đi, đi đi. Chính là một tâm niệm này, nói một câu đi đi. Dùng bao nhiêu thời gian? 2 phút 40 giây. Cục bướu này thật sự không còn nữa. Khoa học giải thích cách nào đi? Thật sự không còn nữa. Đây thuộc về tập thể ý thức. Một người là sức mạnh đã lớn rồi. Ở đây là 3 người. Cho nên từ những câu chuyện này, người phương Tây nói khoa học không thể giải thích được. Nhưng cuối cùng lượng tử lực học đã giải thích được. Có khả năng này, nghĩa là tâm niệm làm chủ tất cả. Tâm niệm có thể làm thay đổi được tất cả môi trường vật chất. Cho nên, thân chúng ta bị bệnh là sao? Là tâm niệm bất thiện. Tham sân si mạn nghi là nhân bệnh.
gọi là bệnh độc. Đạo Phật nói tam độc là nhân. Oán, hận, não, nộ, phiền là duyên. Nếu quý vị oán hận, phiền não, nổi nóng thì chắc chắn sẽ bị bệnh. Cho nên, nếu điều chỉnh lại thái độ này, nghịch cảnh đến không nổi giận, không oán hận, thuận cảnh cũng không thích lắm, luôn luôn giữ tâm mình trong trạng thái bình thường, nghĩa là giữ tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh hiện tiền, thì những mầm bệnh trong cơ thể của quý vị tự nhiên phục hồi trở lại bình thường. Tất cả người vãng sanh đến thế giới cực lạc, mỗi người cũng đều vô lượng thọ. Có thời gian dài như vậy. Để bảo đảm quý vị một đời viên mãn thành Phật ở thế giới cực lạc, nên phải nắm cho chắc cơ hội hiếm có khó gặp này. Phật pháp khó được nghe, mà chúng ta lại nghe được tịnh độ, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, nghe được A Di Đà Phật đầy đủ cả. Tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm cũng không vượt hơn pháp môn này. Nay Ngài trao chuyển toàn bộ cho chúng ta. Chúng ta phải tiếp nhận tất cả. Như vậy thì đúng rồi. Sách Di Đà Yếu Giải chép, một tiếng A-di-đà Phật chính là pháp để đắc A-nậu-đa-la Tam Biểu Tam Bồ Đề của Đức Bổn Sư Thích Ca trong đời Ác Vũ Trược. Một tiếng A-di-đà Phật này chính là pháp để đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Đức Bổn Sư Thích Ca trong đời Ác Vũ Trược. Ý nghĩa của câu nói này là gì? Đức Thích Ca đã thành Phật rồi. Ngài làm sao để thành Phật? Là niệm Phật hiệu A Di Đà Phật để thành Phật. Ngày nay chúng ta tu là cùng một pháp môn tu với Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đem sở học của Ngài truyền trao cho chúng ta, nên chúng ta cần nỗ lực, nghiêm túc, niệm tốt câu Phật hiệu này. Cách niệm thế nào? Tinh thật có thế giới cực lạc. Không phải là giả, thật sự tin. Không được có tơ hào hoài nghi rằng thế giới cực lạc có A-di-đà Phật. Từng ly, từng tí của thế giới cực lạc xác xác thực thực đã được miêu tả trong văn kinh và chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Đời này chúng ta đã gặp được rồi. Đây là một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, nên không thể coi thường. Xem thường bỏ lỡ thì cơ hội của quý vị sẽ mất đi, nên phải nghiêm túc nắm cho thật chắc. Chúng ta tin tưởng, không hoài nghi. Chúng ta niệm Phật, không thoái chuyển. Nhất tâm, nhất ý mà niệm. Lần đến thế gian này, chúng ta được thân người, đã nghe được Phật Pháp. Chủ yếu là làm gì? Chính là cầu sanh thế giới cực lạc. Không nên quyết định đợi đến đời sau. Thời gian còn dài, không vội, tôi đến thế giới cực lạc trước. Tôi hy vọng đến thế giới cực lạc sớm một chút. Quyển kinh này là bảo chứng thư của vãng sanh thế giới cực lạc. Chỉ cần quý vị y giáo phụng hành, thì không có một ai là không vãng sanh, không có người nào là bỏ lỡ cả. Tất cả đều thành tựu. Hôm nay, pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật, có lỗi với Tổ sư Đại Đức. Vì chúng ta gặp được rồi mà không thật làm. Nguyên nhân là do tập khí của pháp thế gian nuôi thành quá sâu rồi.
dù kính ngưỡng Phật Pháp, nhưng Pháp thế gian không thể xả, không buông xuống được. Người học tập Phật Pháp gặp được Pháp môn này, học được một thời gian thì bỏ đi thay bằng một Pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh. Không phải là lừa gạt chúng ta, mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác. Tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ rất đơn giản, rất dễ dàng. Niệm thì được rồi. Mang nghiệp vãng sanh, tất cả đều có thể mang đi. Căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm, giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn. Cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta học tập tịnh tông, không có nói không giữ giới. Nếu không thâm nhập kinh tạng thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay chúng sanh thế giới này phước mỏng, chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn? Tư tưởng loạn rồi, hành trì cũng loạn. Tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi. Thực sự là đời loạn. Phải làm sao đây? Phải nương theo kinh giáo của Như Lai. Từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta. Tìm ra trí huệ của chúng ta. Chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Chúng ta hạ chắc quyết tâm thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra, trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền vãng sanh, không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người, đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc. Chúng ta không thể không chú ý. Hôm nay, pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật,
có lỗi với Tổ sư Đại Đức. Vì chúng ta gặp được rồi mà không thật làm. Nguyên nhân là do tập khí của Pháp thế gian nuôi thành quá sâu rồi. Dù kính ngưỡng Phật Pháp, nhưng Pháp thế gian không thể xả, không buông xuống được. Người học tập Phật Pháp gặp được Pháp môn này, học được một thời gian thì bỏ đi thay bằng một Pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh. Không phải là lừa gạt chúng ta, mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác. Tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ rất đơn giản, rất dễ dàng. Niệm thì được rồi. Mang nghiệp vãng sanh, tất cả đều có thể mang đi. Căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm, giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn. Cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta học tập tịnh tông. Không có nói không giữ giới. Nếu không thâm nhập kinh tạng, thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay, chúng sanh thế giới này phước mỏng. Chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn? Tư tưởng loạn rồi, hành trì cũng loạn. Tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi. Thực sự là đời loạn. Phải làm sao đây? Phải nương theo kinh giáo của Như Lai. Từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta. Tìm ra trí huệ của chúng ta. Chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Chúng ta hạ chắc quyết tâm, thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này. Hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch. Hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật, thì liền vãng sanh. Không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai. Đều là hại người. Đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc.
chúng ta không thể không chú ý. Hiện nay, người phê bình đối với bản kinh này còn rất nhiều. Từng có một khoảng thời gian, tôi cũng chịu sự ảnh hưởng. Ở bên ngoài, thậm chí có rất nhiều người công kích đối với tôi. Tôi hướng đến mọi người nói, nếu người trên toàn thế giới này không tin tưởng, thì tôi vẫn là tin tưởng. Tại sao vậy? Vì thầy của tôi thương yêu, che chở học sinh như tôi. Ngài sẽ không gạt tôi. Thầy đã truyền cho tôi bản kinh này. Mà nếu tôi không tin tưởng, lại đem đổi thành bản kinh khác, thì tôi làm sao xứng đáng với thầy? Cho nên, trong lúc giảng kinh, tôi cũng tuyên bố, dù cho toàn bộ người trên thế giới đều không tin tưởng đi nữa, tôi vẫn tin tưởng bộ kinh này, tuyệt không hoài nghi. Hoàn cảnh hiện nay dần dần chuyển tốt. Người tin tưởng bộ kinh này càng ngày càng nhiều. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này, hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch, hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra, trùm khắp cả ba căn, lợi độn toàn thu. Ba căn là thượng, trung, hạ. Chúng ta là người hạ hạ căn, không phải là bậc thượng căn. Kinh giáo là khó thế nào, đời này bỏ đi. Họ nói Phật có pháp môn tốt hơn, mang nghiệp vãng sanh. Nên nhớ như vậy, không nên quên. Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền vãng sanh, không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai, đều là hại người, đều đem ngăn chặn những con đường vãng sanh đến thế giới cực lạc. Vô cùng đáng tiếc. Chúng ta không thể không chú ý. Lúc trước tôi từng đề xuất, những năm đầu ở tại San Jose, thành lập Tịnh Tông học hội đầu tiên, tôi đề xuất 5 khoa giới luật. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong đó có 3 điều. Đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Từ tâm không sát, tu thập thiện nghiệp. Thứ hai là thọ giữ tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thứ ba là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Trong đó có giới, đấy là giới điều. Tam phước lục hòa là đại gốc rễ giới luật của Phật Pháp. Chỉ cần đem những điều đó nắm cho chắc, buông xuống vạn duyên, nhất tâm hướng về tịnh độ, thì không có một ai là không vãng sanh. Chúng ta phải học nghiêm túc.
lục hòa còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Dù tu được tốt hơn, mà nếu ở cùng một chỗ với người khác lại bất hòa, đó là tạo nghiệp nặng. Tại sao vậy? Vì quý vị đang phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng thì chịu tội gì? Là đọa địa ngục. Phá hòa hợp tăng, ngũ nghịch thập ác. Điều cuối cùng trong ngũ nghịch là phá hòa hợp tăng. Quả báo của việc đó là ở địa ngục vô gián, nên không thể không chú ý. Tam học là giới, định, huệ. Trong một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, có giới, định, huệ hay không? Có. Nếu trong tâm quý vị chỉ có Phật hiệu, không có sát, trộm, dâm dối, thì tất cả giới đều đầy đủ rồi. Không khởi tâm, không động niệm, đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đó chính là định. Quý vị có thể giữ vững, không bỏ quên. Không nghe tin theo lời nói bịa đặt, chỉ tin tưởng dạy bảo của Phật, thì đó chính là trí huệ. Tam học là tiểu thừa, là nhập môn, nâng lên thì là lục độ của Bồ Tát. Điều thứ nhất của lục độ là bố thí. Bố thí như thế nào? Thù thắng nhất, tốt nhất của bố thí là làm tấm gương tốt cho đại chúng. Vậy tốt. Như vậy thì trong đó có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Tất cả đều đầy đủ. Chúng ta có thể đem tịnh nghiệp tam phước và lục hòa kính làm ra cho mọi người nhìn thấy. Thì đó là chân bố thí, khiến ảnh hưởng đến người khác. Trì giới thì làm tấm gương giữ giới. Cho mọi người nhìn thấy. Nhẫn nhục thì những điều mà người khác không thể nhẫn. Tinh tấn thì giống như lão hòa thượng Hải Hiền. Mỗi ngày từ sáng đến tối câu Phật hiệu không rời miệng. Chỉ trừ lúc ngủ nghỉ thôi. Tỉnh dậy thì liền tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Đó là tinh tấn thật sự. Định huệ đầy đủ. Có định, có huệ. Tuy Ngài không biết chữ, nhưng tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều thông, đều hiểu rõ. Tất cả đều là mô phạm cho mọi người thấy. Chúng ta nói tôi thật tin tưởng đều là lời giả. Vì sao vậy? Bởi đối với vạn vật, vạn sự của thế gian này không buông xuống, vẫn còn thường thường để trên tâm, niệm ở trên miệng, không buông xả. Một điều gì cũng đều không buông xuống. Vì vậy cần phải học. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật buông xuống rồi.
Sau khi xuất gia, sư phụ đã dạy ngài một câu Phật hiệu này, bảo ngài một mạch niệm liên tục. Lúc đó, ngài liền buông xuống. Nên tôi ước tính, ngài niệm đến được công phu thành phiến là chắc phải trước năm 25 tuổi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia năm 20 tuổi. Sau 5 năm, đương nhiên đạt được địa vị ấy. Tức là công phu thành phiến. Khi được công phu thành phiến, thì có cảm ứng cùng với A-di-đà Phật. Quý vị thấy được Phật, trong định gặp được, trong mộng gặp được. Phật đến giúp quý vị, tiết lộ tin tức cho quý vị biết. Bao lâu nữa, khi nào quý vị vãng sanh? Đến khi vãng sanh thì A-di-đà Phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị. Thì yên tâm rồi. Niềm tin thật sự đầy đủ. Thế gian và xuất thế gian Pháp, tất cả Phật Pháp đều không thể tham. Quý vị không tham thế gian Pháp, mà lại tham Phật Pháp. Phật dạy quý vị tiêu trừ tâm tham, mà quý vị vẫn có tâm tham, chỉ là đổi đối tượng. Đem tham thế gian Pháp đổi thành tham Phật Pháp, thì vẫn là tham. Vậy được tác dụng hay không? Có tác dụng. Là tác dụng gì? Là chướng ngại sự vãng sanh của quý vị. Chướng ngại Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn quý vị. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, đến trước mặt quý vị, mà quý vị vẫn còn tham thứ gì đó, chưa buông xuống được. Thì Phật liền rời khỏi rồi. Đương nhiên cũng không dễ dàng gì mà có được công phu giác ngộ nhanh như vậy. Làm sao để giác ngộ là buông xuống, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Thì không cần lâu, A-di-đà Phật đến lần thứ hai, lần thứ ba. Thường thường đến chiếu cố quý vị, thì tâm quý vị định rồi. Chúng ta không thể không biết điều này. Vạn thiện đồng quy, đoạn ác tu thiện là giúp quý vị nuôi lớn thiện căn. Thiện ở trong thiện, đệ nhất thiện pháp của thế gian và xuất thế gian pháp. Có hay không? Có. Ở nơi đâu? Tín nguyện trì danh là đệ nhất thiện pháp, là vạn thiện đồng quy. Mà chúng ta không biết. Nếu chúng ta biết, thì sẽ như lão Hòa Thượng Hải Hiền, lão thật niệm Phật. Niệm Phật là việc lớn số một trong đời này của quý vị. Quý vị niệm A-di-đà Phật thì nhất định phải niệm niệm không ngừng. Bất kể lúc nào, bất kể ở nơi đâu, tâm của quý vị không có ý nghĩ gì khác. Rõ rõ ràng ràng, chỉ có A-di-đà Phật. Ghi nhớ, đây là vạn thiện đồng quy. Quy đến nơi đâu? Là quy đến tánh hải, quy về tự tánh. Tự tánh vạn đức trang nghiêm. Lúc đó quý vị sẽ lãnh hội được.